cách Techcombank chi nhánh Sóc Sơn Hà Nội. Công an thành phố Hà Nội xin báo cáo với cơ quan báo chí kết quả điều tra khám phá vụ án như sau. Vào khoảng 16:30 ngày 20/4/2020 thì Công an thành phố Hà Nội cũng đã nhận được tin báo của Công an huyện Sóc Sơn để báo cáo vụ án đã xảy ra. Đối tượng là nam thanh niên đã dùng súng vũ khí quân dụng để cướp tài sản. Sau khi nhận được tin báo thì giám đốc Công an thành phố Hà Nội thấy rằng đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Thế do vậy cũng đã chỉ đạo lực lượng hình sự cùng với các lực lượng, các phòng nghiệp vụ và cùng Công an Sóc Sơn để tập trung điều tra một cách nhanh nhất để khám phá, làm rõ và truy bắt đối tượng. Về diễn biến vụ án thì cũng báo cáo khoảng 15:10 thì ngày 20/4 thì đối tượng nam thanh niên khoảng 25 đến 30 tuổi, đầu đội mũ lưỡi chai, rồi đeo kính đen, bịt khẩu trang, đeo găng tay, thế và đi một cái xe Yamaha Sirius màu đen có biển kiểm soát là 11B1214-47 đến ngân hàng Techcombank. Sau khi dừng xe ở cửa ngân hàng thì đối tượng đi vào trong. Thế và đối tượng đã ngồi trong ngân hàng khoảng 30 phút. Thế và sau đó đã tiến về phía nhân viên giao dịch của ngân hàng Techcombank. Thế và đối tượng đã rút súng để yêu cầu là nhân viên và bắn một phát về phía nhân viên và yêu cầu là đưa 900 triệu ra. Thế tuy nhiên thì nhân viên ngân hàng đã nhanh trí để mà ấn nút chuông báo động. Thế khi mà có chuông báo động thì đối tượng bỏ chạy ra ngoài. Đối tượng bỏ chạy ra ngoài thì đã bảo vệ ngân hàng đã đuổi theo và dùng một cái đèn pin để đánh vào gáy đối tượng. Thế tuy nhiên thì đối tượng vẫn tiếp tục bỏ chạy. Thế và khi bỏ chạy đối tượng còn quay lại để bắn về phía bảo vệ. Thế và sau đó thì đối tượng đã chạy thoát ra cái hướng quốc lộ 3 và đi đến phía Thái Nguyên. Thế tại hiện trường thì cơ quan điều tra đã thu giữ được hai vỏ đạn, một đầu đạn là K59. Thế và tuy nhiên thì vụ án không xảy ra về thiệt hại về người, về tài sản. Thế qua kiểm tra thì chúng tôi đã xác định cái biển số xe mà đối tượng đi là một cái xe tang vật của một cái vụ án trộm cắp xảy ra năm 2018 tại Bắc Ninh. Nhận định vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng thì trực tiếp đồng chí phó đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã trực tiếp xuống hiện trường và địa bàn để chỉ đạo các lực lượng tập trung để mà điều tra. Thế và Công an thành phố Hà Nội cũng đã ngay lập tức đã báo cáo với lãnh đạo Bộ Công an để xin ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo bộ để chỉ đạo cục hình sự cũng như là phối hợp với công an các tỉnh lân cận để truy bắt, làm rõ và truy bắt đối tượng. Thế và ngay cái đêm 20/4 thì các lực lượng của Công an Bắc Giang, lực lượng hình sự, rồi cơ động với Công an Hiệp Hòa cũng đã tập trung các lực lượng để phối hợp cùng Công an thành phố Hà Nội để truy bắt đối tượng. Thế và chúng tôi đã tập trung để rà soát truy bắt đối tượng. Thế đến tối ngày 21/4 thì các lực lượng đã phát hiện tại một cái cống tại khu vực khu công nghiệp Hòa Phú, Hiệp Hòa, Bắc Giang, thì ở tại dưới cái cống thì đã thu giữ một cái túi ba lô dạng cái túi để cái tác cái laptop, thì đã trước bên trong là có cái áo khoác, thế rồi có đôi dép, thế rồi là có khẩu trang, có găng tay, thế có một viên đạn, thế và có một cái chìa khóa xe máy, thế và một cái biển kiểm soát là 11 mà đúng cái biển mà đối tượng đã đi gây án ở trên cái địa bàn. Căn cứ tài liệu thu thập được thì cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự cướp tài sản, tàng trữ vũ khí trái phép quân dụng để tiến hành điều tra. Thế và bằng các biện pháp nghiệp vụ và cái sự hiệp đồng chặt chẽ với Công an Hiệp Hòa, Công an Bắc Giang thì đến 23 giờ ngày 23/4 thì các lực lượng đã phát hiện, thế và đã triệu tập một đối tượng tên là Chu Đức Chính, sinh năm 2003 ở Hiệp Hòa, Bắc Giang, ở xã Hoàn Thanh, Hiệp Hòa, Bắc Giang. Đây là một cái đối tượng đã cất giấu cái xe tang vật mà đối tượng gây án, đối tượng cướp. Thế và chúng tôi đã thu giữ cái xe tang vật này, xe máy này. Thế và sau đó qua cái khai thác nhanh đấu tranh với đối tượng Chính thì chúng tôi tiếp tục triệu tập đối tượng Ninh. Thế và qua khai thác đấu tranh thì đối tượng cũng đã khai nhận cái việc mà chở đối tượng cướp đi trốn. Thế thì đấy là những cái vấn đề. Thế sau đó thì cơ quan điều tra đã ra lệnh tạm giữ khẩn cấp đối với các đối tượng và tạm giữ về cái hành vi che giấu tội phạm. Tiếp tục rà soát thì một cái mũi của các cái tổ công tác của chúng tôi đã xác định ở cùng với Công an Bắc Ninh cũng đã xác định là khi mà trước khi đối tượng đi gây án thì đối tượng đã ở một cái địa bàn ở thành phố Bắc Ninh, ở nhà tạm trú ở đấy, thì đã đi gây án và đã đi ra qua cái thị trấn Chờ Yên Phong, rồi ra quốc lộ số 3 lên
Sóc Sơn. Thế sau là đi gây án. Thế và thông qua các cái vấn đề đấu tranh cũng như các cái biện pháp nghiệp vụ thì đến ngày 25 tháng 4 năm 2020 thì cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã xác định đối tượng gây án là đối tượng chính là Trần Hữu Trung sinh năm 91 ở tổ 33 khu 5 phường Trinh Vương thành phố Uông Bí, hiện tạm trú tại phòng 707 CT3 chung cư Cát Tường Eco của phường Võ Cường Bắc Ninh. Đối tượng này thì đã có một cái tiền án về tội cố ý gây thương tích và hiện nay đang có cái lệnh truy nã của công an Uông Bí về cũng về tội gây thương tích và đã bỏ trốn từ năm 2016. Xác định là đối tượng là một cái đối tượng rất là manh động, côn đồ, liều lĩnh và có vũ khí nóng. Do vậy là công an thành phố Hà Nội cũng đã báo cáo với cục hình sự để phối hợp với cục hình sự cũng như công an các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang, thế rồi Vĩnh Phúc để tập trung chia làm nhiệm vụ để truy bắt đối tượng. Thế và chúng tôi tập trung vào tất cả các cái mối quan hệ của đối tượng để mà bao vây truy bắt. Thế và cũng một mặt khác là cũng vận động đối tượng ra đầu thú. Thế thì đối tượng cũng thấy rằng là chúng ta truy bắt một cách là giáo diết. Thế và chúng ta có những cái thông tin là đối tượng là xin đầu thú nên chúng tôi đã hướng dẫn đối tượng là lên cơ quan công an gần nhất để đầu thú. Thế và xác định đối tượng đang ở khu vực Quảng Ninh. Thế thì một tổ công tác đã cùng thì hồi 1 giờ ngày 26 tháng 4 thì đối tượng Trung đã đến công an thị xã Đông Triều Quảng Ninh để đầu thú. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.